ra mọi người, xong ngồi trước cửa khóc, mà cái kiểu khóc mà khóc thảm, mà đeo cái tập về vậy nè, ngồi khóc cũng chột đau. Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của cô béo Kim Giang. Và mình lại là Amy đây mọi người ơi. Thì cái tập ngày hôm nay cũng sẽ là một cái tập về mukbang, nhưng mà Amy sẽ nấu ở nhà. Thì Amy sẽ share cho mọi người cái tip làm sao để nấu món lẩu mì cay tại nhà. Thì bước đầu tiên chúng ta cần phải có cái nhà. Và mọi người ơi, từ nãy đến giờ Amy đã sơ chế những cái như là nấm với lại rau này nọ để một tí nữa mình có thể mang ra ngoài mình ăn. Thì cái bước đầu tiên chúng ta cần làm là nấu nước sôi, sau đó để những cái gói gia vị cũng như là mì ở trong cái gói mì này vô, thì nó đã có cách dùng ở trên đây rồi. Ủa vậy tính ra tôi chỉ ta nấu cái gì chứ? Thì không sao, em mì sẽ chỉ mọi người nấu theo cách quay mì, đó là bỏ thật nhiều nấm và rau vào đó. Thì bây giờ em mì đã nấu từ nãy giờ, em mì có bỏ thêm thịt heo vô nữa, cho nên là phải đun nước sôi với lại luộc thịt heo trước, tại vì một tí nữa sợ bỏ thịt heo vô nó không có chín đó mọi người, ăn sống không bị á khẩu nữa. Cho nên là bây giờ phải vớt bọc ra. Xong thì nấu nãy giờ thịt heo nó cũng muốn chín rồi, bây giờ bước tiếp theo là cắt những cái gói gia vị này để vô. Thì không biết có ai thắc mắc là tại sao kênh của Amy lại tên là cô béo Kim Giang không ha. Amy sẽ có một tập để nói riêng vấn đề này. Cái tên này rất là đặc biệt với Amy, tại Amy cực kỳ thích nó. Trời ơi, mới nghe có cái mùi thôi mà Amy đã nhịn đói từ hôm qua đến bây giờ. Ta-da! Và mọi người ơi, góp mặt với cô béo Kim Giang lần này là sự xuất hiện của Tuấn Beo miền Tây. Chào tất cả mọi người. Mình là Thái Bích. Gì vậy? Mọi người ơi, thì đây là bạn của Amy. Và trước khi mà trong thời gian mà đợi lẩu sôi, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tự giới thiệu của Tuấn Beo miền Tây. Tân Phan. Chào tất cả mọi người. Nói đi, tự nhiên lên. Mày thay thế sao mày giới thiệu cho mọi người được không? Mình tự giới thiệu. Mất tự giới thiệu thì phải tự nói chứ. Giới thiệu đi. 2, 3. Hai, xin chào tất cả mọi người. Mình là Thái Mỹ Kỳ đây. Mình là bạn của Tú Quyên. Hôm nay mình sẽ góp mặt vô cái vlog này cùng với bạn Tú Quyên ăn lẩu. Nhờ qua cái phần giới thiệu rất là nữ tính của bạn Beo thì các bạn cũng biết đây là bạn thân của Amy. Thì đây là lần đầu tiên bạn Beo lên lóc, cho nên là có một cái chút gì đó hơi ngại ngùng và thẹn thùng, thì mong mọi người bỏ qua cho. Thì mọi người ơi, thì lúc nãy trong bếp Amy đã chế biến sẵn những cái nước lẩu này để một tí nữa ra đây mình có thể ăn được. Thì Amy đang để nó sôi, sau đó chúng ta sẽ bỏ mì vào, bỏ rau, nấm và cả xúc xích nữa. Ở đây Amy có mua thêm 2 bịch kim chi. Cắt lên đi, cắt lên đi. Ê, có cái mập bảo quản ở trong đó mày đổ vô luôn đi, ăn cho khùng luôn đi. Đợi trong cái khoảng thời gian mà đợi cho cái lẩu này nó sôi á, thì Amy sẽ nói về cái mối quan hệ của Amy với lại bạn Tuấn Beo. Thì vào năm 1990 thì hồi 3 năm trước lúc mà mới lên Sài Gòn mọi người, bạn Beo là cái người bắt chuyện với Amy trước, là Amy cũng với bạn mới biết nhau vậy là hồi năm 2 mọi người. Hồi năm nhất em... năm 2 mọi người. Em đi chơi mình nên. Hồi năm nhất em đi chơi mình nên. Hồi năm nhất thì cô không ai chơi. Tự nhiên. Rồi bây giờ mọi người có thể thấy là cái lẩu đã sôi rồi, cho nên là bây giờ tụi mình sẽ có bẻ đâu. Bẻ ra sợ không hết. Bẻ luôn. Bẻ đâu đấy. Rồi bây giờ bỏ mày vô mọi người ơi. Xúc xích.
Thì cái nước lẩu này á, mọi người để nước sôi vào thì mọi người bắt buộc phải nêm nếm lại cho hợp cái khẩu vị của từng người nha. Thì hồi nãy lúc mà em nêm nếm thì bạn Beo đã ngăn cản. Em mì á mọi người. Em mì á mọi người. Nó nấu đồ ăn ngọt ngay rồi mọi người. Mình nó kể với mình nó là nó qua nhà bạn nó, ba của bạn nó nấu kim chua. Nó vô nó lén nó bỏ đường vô mọi người. Ba bạn đó là ai? Này là bí mật cho ai biết. Ba bạn đó là ba bạn Khánh Duy. Trời trời. Ai nhắc gì mà ngứa vô tay dữ vậy trời, ai nhắc sư hoài trời. Thì mọi người cách sinh hô của tụi mình hơi là lạ, tại vì á tụi mình nói chuyện tại vì Beo là người Long Xuyên An Giang, thì cái từ cái chỗ mà của Beo đi qua em thì chỉ có mất 1.5 tiếng thôi, cho nên tụi mình là người miền Tây. Bởi vậy bạn Beo có tên là Tuấn Beo miền Tây nha mọi người. Đó thì á, ở dưới miền Tây người ta kêu nhau gọi là ní 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 ná, mọi người hiểu không? Cái xúc xích này nó chín cũng hơi lâu cho nên là hả mình để vô trước để cho nó chín từ từ. Đó, xong, để nấm vô, cái nấm này nó cũng mau chín rồi mọi người ơi. Nấm chín chưa? Trời ơi, nhìn mà nó đã nè. Không cay hả? Hồi nãy trong bếp có chớp á. Đó, nhìn cái lẩu mì cay mà nó tuyệt vời nè mọi người ơi. Em mì không thích ăn thịt bò. Cay lắm rồi. Nó cay. Cái cây mà cây lợ lợ mát á. Thà đó cây như là cái vị cây của người Việt Nam. Cái ớt Việt Nam vị cây như đó mọi người. Thôi, thiết nghĩ cuộc đời này đã quá nhiều cây đắng rồi. Thiết nghĩ cuộc đời này đã quá nhiều cây đắng. Vô Ní ơi, thì hôm nay tôi với Ní nhìn mọi người. Ok Ní ơi, thì giờ ba đó mình tới nái luôn rồi. Ác bỏ cái đuổi. Hả? Từ từ mình cũng ăn lại chứ ai ăn đâu. Bắt lửa liên liên nè. Hả? Bắt lửa liên liên nè. Đừng cười đừng cười đừng cười. Để nó tự giác đi chạy. Ai mà đẩy xuống nào gắm. Em mình là một đứa thích ăn rau mọi người. Nhìn cái hình thành cái mì thôi, biết cái mì heo thì thế nào. Thì mọi người, ở đây có cái bàn ăn rất là đẹp. Nhưng mà tụi mình không có ngồi chỉnh, thấy nó gò bó, nó không hợp với hai đứa mình. Hai đứa mình ngồi với đó quen rồi. Đó. Tại vì Linh đang ngồi với mọi người cho nên phải bỏ cái giò xuống. Chứ mình được lẽ cái giò nó cổ rồi sao. Nè mọi người, cái xích nó bị bung ra nè. Là sao? Là sao trời? Nói gì vô làm gì cho mọi người. Trời ơi. Xuất sắc trời ơi. À nó khỏi đó. Trời mày đó, tao mới ờ đó. Mình mời mọi người chưa? Hả? Ừ ha. Mời mọi người cùng ăn với em mình nha. Hả? Thử nha. Sáu rồi đâu? Đó mà. Tính không được. Huynh đệ chúng ta ngồi đây tại bữa này. Bụi kính tỷ, ô lộn, bụi kính huynh một đôi. Huynh đệ. Ồ, trời ạ. Đệ kính huynh. Thì mày huynh, mày trai mà. Che lại. Che lại. Che gì đâu. Không có được học nấu ăn hay là gì hết, nhưng mà em mì tự nhiên cái em mì rất là thích nấu ăn mọi người, thích lên mạng học tìm tòi nấu ăn gì đó chứ không có ai dạy cho. Mẹ của em mì nấu cá kho gì á, mà mẹ mì rất là sợ em mì cái tật bỏ đường nhiều. Tao
bao mì cho hai đứa em tôi ăn mà nó ngọt như chè vậy mày. Như ăn chè với chè trứng. Lén đi vô cái bỏ vô cái nồi cá kho của mẹ mày á, bỏ đường vô cái nó khét mày. Nó khét mọi người ơi. Nó khét mày ơi. Mẹ tao quánh tao chết. Trời. Ừ, ghê không? Ghê lắm. Mẹ mày quánh nó mày muốn chết vô mày. Thì cái đợt dịch đó, em mày qua nhà Khánh Duy ở, nấu cơm này nọ, nấu ăn cho nhà Khánh Duy ăn. Thì Mèo nó hỏi thăm là nhà Khánh Duy bị tiểu đường hết chưa. Trời ơi trời, ai nhắc gì hết hoài trời. Hoài ta nãy giờ mấy lần rồi trời. Thì nó nói là ăn ngọt mọi người. Ngon ngon. Tiêu ngon, tiêu ngon, tiêu ngon. Cười nhiều quá nè. Cười chậm cái họng rồi cười vậy đó. Tét cái gì chỗ này vậy nè. Nó đã gì đâu á. Ăn một cái ở cái đó đó. Tiểu nhị. Tiểu nhị. Lên đá. Lên đá đi. Heo nó ngon, nó béo thịt bò chứ mọi người. Thịt heo ăn nó béo hơn chứ. Thịt bò nó cứ tanh tanh, nó còn mắc nữa, ăn đâu có được bao nhiêu đâu. Nước nước nước, tắt ruộng cho tôi đi. Thôi dạ. Cái gì? Chơi có 2-3 năm thôi. Nhưng mà bạn Bèo giống như là một người thân của mình vậy thôi. Tại vì ở trên Sài Gòn này á, phải cần có những người như vậy. Em bị ở một thân một mình. Bữa vắng chuột gì. Tức gì đâu, tôi rất là tức. Nhớ có lần em bị đi làm mọi người. Mọi người liệt luôn. Trên cuộc đời này, em bị rất là mạnh mẽ. Không sợ bất cứ con gì hết. Chỉ sợ con chuột. Sinh ra mì rồi, tại sao trên đời lại có con chuột vậy mọi người. Em bị đi làm về, mình không biết vụ gì hết, tự nhiên gọi cho mình khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi, dưới tao đi mẹ ơi. Mình mới hỏi, mà mình phái em mì gốc lắm mọi người, cái mình qua. Em mới biết là em mì đang con chuột về nhà xong rồi, em mì không có dám vô phòng. Em mì ngồi trước cửa phòng khóc lắm mọi người. Mà con chuột nó có chút nhí, có chút nhí như nè. Chút nhí gì nè. Mọi người, cái ngày hôm đó rất là éo le. Thì em mày có đi làm thêm, em mày đi làm bạc tham rất là nhiều. Tại vì ở nhà rỗng nó cứ ăn rồi nằm, đi ngủ đi học gì đó là sẽ bị mập. Mà giờ ốm chứ ta. Thì đó hả, phải đi làm, được vận động, được kiếm tiền này nọ, chứ lại được trải nghiệm nữa. Cho nên là hả, đi làm quán cà phê gần nhà. Cái giỏ mẹ mày hay xách đó là để cái chỗ nhân viên mà nó dưới cái học á. Chuột ở đó rất là nhiều. Cái con chuột nó bò vô trong cái giỏ. Hồi nào không hay xách về mày. Coi có ai đi làm với tao không? Xách tiền xách bạc về không thấy. Xách con chuột về nhà. Sao mà ngồi khóc mọi người. Trời ơi, vừa để cái vỏ xuống là tao thấy mệt trong người rồi. Thấy mệt trong người rồi, nó bò ra mọi người. Xong ngồi trước cửa khóc mà cái kiểu khóc mà khóc thảm mà đeo cái tập về vậy nè. Ngồi khóc. Những chuột đau. Trời ơi, trong phòng quá. Nó nằm đâu? Nó sợ nó tủ quá. Có lỗi gì đấy xíu à. Lúc đó đi làm vậy đó mệt rồi mà còn gặp cái chuyện này nữa. Nó có gì muốn chết trời ơi. Xong biết điện ai người điện Bèo. Mọi người có biết bản thân nó khốn nạn lắm. Cái việc đầu tiên mình điện nó làm gì mọi người biết không? Nó cười. Xong lúc đó đặt con chuột cho em mì. Cái nấm này lúc nãy là em mì đâu có ngâm muối rồi nha mọi người. Tại mọi người phải ngâm con nước muối để cho nó bớt nhớt với lại nó sạch. Cái nấm này nó nhớt bà ngừ, kim châm nó cũng nhớt nữa. Trong thời gian mày đã đói sôi.
Sau đây mời mọi người đến với cái tiết mục lô tô. Còn mây gì ra cờ ra mà có mây, còn mây gì ra, mây gì ra. Bạn cứ đây. Ở dưới quê làm ăn mà không kha, em lên Sài Gòn em bán mút độn mông. 20 không, 20 không, 20 không, 20 không. Mấy dị ga cũng kêu dị ga, kêu dị ga. Đêm trong căn nhà quan hình như nó có ma, nó lú đầu ra làm em cái hết hồn. Con ma đầu đinh làm em chẳng tình, nó lú đầu vô làm em cái giật mình. Con 19, con 19, con mấy dị ga. Mấy dị ga, mấy dị ga. Y nhột. Mấy gì ra, mấy gì ra. À, còn số 3. Mấy gì ra, ăn mì đi. Ăn mì đi, ăn mì đi, ăn mì đi. Em kim chi vô, để em chi vô mấy quán. Thêm kim chi, thêm kim chi, thêm kim chi. Xé bịch kim chi. Nani? Vô đi ai? Dán cái miệng rồi nha, uống nữa. Mùi cho cá đóng nấm. Ăn cho nó sợ luôn. Ăn sợ mì cay luôn. Sợ luôn hả? Ồ. Trời ơi trời. Rồi ông. Rồi dữ à. Bạn ơi thương lấy bí cùng, cho dù bạn giỡn không vui cũng phải cười. Mấy cái lúc ở trong lớp đi kiếm chuyện với người ta được. Kiếm chuyện ngâm hiếp đứa này đứa kia được. Mình mà mét con Beo cái. Trong lớp bạn Beo là Beo tướng quân, mình là hoàng hậu. Khánh Duy là Duy Trần. Tụi mình đóng phim cùng đấu trong lớp. Mấy cái quần hội nó lộn nữa. Đi qua đây chở khai bên đây. Nó lại vô cung đơn học hành cho mày. Nhìn thấy không nên nó từng xe. Ok. Trời ơi. Và mọi người ơi, sau khi mà đã ăn 3 chập thì bây giờ hả đã rất là no rồi. Mặc dù còn một ít nhưng mà sẽ để lại để khuya Beo nó đói thì cho Beo ăn. Cảm ơn mọi người đã xem vlog đến đây. Và tại vì em mì vừa mới chập chững bước vào làm vlog thôi, cho nên là còn rất là nhiều thiếu sót. Cho nên mọi người mà mong là mọi người sẽ đóng góp ý kiến, cũng giống như là mọi người muốn em mì làm về chủ đề gì hoặc là ăn cái món gì đó thì mọi người có thể comment phía bên dưới. Và mọi người đừng quên hãy like, share và subscribe kênh của cô béo Kiên Giang. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp mọi người lại vào vlog lần sau. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Yeah, 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 yeah.